Du học Hàn Quốc là ước mơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam vì đất nước này có môi trường giáo dục tốt, môi trường sống và làm việc lý tưởng. Tuy nhiên, chi phí du học Hàn Quốc có đắt không? Cần chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền đang là vấn đề mà được nhiều bạn trẻ và gia đình quan tâm. Ở video này, thầy Dũng Sakura cùng các cộng sự sẽ gửi tới các bạn câu trả lời xác đáng nhất. Vậy cùng tham khảo nhé. Một, chi phí học tiếng tại Việt Nam. Để biết được tổng chi phí du học Hàn Quốc là bao nhiêu, trước tiên bạn cần phải tính toán chi phí học và làm việc tại hồ sơ Việt Nam mà bao gồm những khoản phí sau. Khoản phí thứ nhất là khoản phí học tiếng Hàn. Các ứng viên khi đăng ký đi du học nếu chưa biết tiếng Hàn sẽ phải tham gia một khóa đào tạo để chứng nhận chứng chỉ tiếng Hàn. Thông thường các khóa học sẽ kéo dài trong thời gian là khoảng 3 đến 5 tháng. Học phí của mỗi khóa dao động từ 4 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, học viên xa nhà sẽ phải tốn thêm chi phí ăn ở sinh hoạt hàng ngày. Nói tóm lại, chi phí Hàn Quốc là giai đoạn đầu tiên mà dành cho các bạn học tiếng sẽ rơi vào tầm khoảng 10 triệu đồng cho đến 13 triệu đồng. Đây chỉ là mức chi phí dự tính, nó có thể phát sinh thêm phụ thuộc vào kế hoạch sinh hoạt của mỗi một bạn trẻ đến học. Cái phí thứ hai là phí làm hồ sơ. Học viên đăng ký du học Hàn Quốc cần phải làm hồ sơ để được xét duyệt vào các trường đại học cao đẳng. Do đó, bạn cần chuẩn bị khoảng 500 USD, tương đương với khoảng 11 triệu đồng để xin các loại giấy tờ cần thiết theo quy định của trường xét tuyển. Tiền chứng minh về mặt tài chính. Theo quy định của luật pháp đại xứ Sở Kim Chi, tất cả du học sinh nước ngoài theo học tại Hàn Quốc phải có sổ tiết kiệm từ 5.000 đến 10.000 USD đã gửi tại ngân hàng trước thời điểm phỏng vấn xin visa đi du học ít nhất 6 tháng trở đi. Nếu trong trường hợp gia đình sinh viên không đủ kinh tế để tích lũy được số tiền trên thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của các dịch vụ chứng minh tài chính. Thông thường các công ty dịch vụ sẽ thu của học viên từ 5 đến 7 triệu đồng. Tiền xin cấp visa và tiền vé máy bay. Sau khi vị ứng viên đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ, giấy tờ sẽ gửi lên đại sứ quán để xin cấp visa đi du học tại Hàn Quốc. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị tiền để mua vé máy bay được chuẩn bị cho các hành trình của mình. Như vậy, đây là khoản phí được xem là chi phí du học Hàn Quốc tại Việt Nam mà bạn phải chuẩn bị. Khoản này sẽ rơi vào từ 3 đến 500 USD, tức khoảng 6 triệu rưỡi đến 11 triệu đồng, tùy thuộc vào giá vé máy bay thời điểm bạn đặt. Thứ hai, chi phí học tập tại Hàn Quốc. Khi bước chân sang Hàn Quốc du học, bạn cần chuẩn bị các loại phí cơ bản sau. Phí thứ nhất, phí học tiếng Hàn Quốc tại Hàn Quốc. Các bạn sinh viên nước ngoài khi sang Hàn Quốc để du học chưa thể tham gia ngay vào các lớp đào tạo chuyên ngành. Thay vào đấy, học viên sẽ phải theo một lớp học tiếng Hàn trong năm đầu tiên do nhà trường tổ chức dành cho sinh viên quốc tế. Chi phí khóa học tiếng Hàn sẽ rơi vào tầm từ 3 đến 5.000 USD, tương đương khoảng 66 triệu đến 115 triệu đồng Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp tiếng Hàn, học viên sẽ bắt đầu thi tuyển và học vào chuyên ngành mà mình đăng ký tại trường đại học. Tiền học phí. Tiền học phí phụ thuộc vào trường mà bạn đăng ký theo học cũng như chuyên ngành cụ thể. Thông thường các trường đại học công lập Hàn Quốc mức phí sẽ dao động từ khoảng 2.500 USD đến 4.000 USD, tương đương khoảng 55 đến 90 triệu đồng tiền Việt Nam. Nếu bạn theo học các trường dân lập thì khoản học phí hàng năm sẽ phải trả cao hơn các trường công, nó dao động từ 3.500 đến 7.000 USD, tương đương khoảng 80 triệu đến 155 triệu Việt Nam. Các khoản tiền phí sinh hoạt khác. Ngoài ra, chi phí du học Hàn Quốc sẽ bao gồm các khoản phí như tiền ở. Nếu bạn sinh viên đăng ký ở ký túc thì số tiền sẽ đóng khoảng 500 đến 700 USD trên 6 tháng, tương đương với khoảng từ 11 triệu đến 15 triệu 500 nghìn đồng Việt Nam trên 6 tháng. Với những bạn muốn thuê trọ bên ngoài sẽ mất khoảng 200 đến 400 USD trên một tháng, tức là khoảng 4 triệu 400 nghìn đồng Việt Nam đồng đến khoảng 8 triệu 800 nghìn Việt Nam đồng trên một tháng. Tiền ăn, nếu như bạn không nấu ăn mà đi ăn tại nhà ăn sinh viên tại trường thì bạn sẽ mất khoảng 2,5 USD đến 3 USD trên một bữa, tương đương với khoảng 180 USD đến 270 USD trên một tháng, có nghĩa sẽ rơi vào tầm 4 triệu đến 6 triệu Việt Nam đồng trên một tháng. Nếu bạn tự nấu ăn thì sẽ rẻ hơn mà đảm bảo vệ sinh và an toàn chất lượng. Tiền đi lại và các dịch vụ sinh hoạt khác. Các khoản phí đi lại, điện thoại, bảo hiểm y tế dao động từ 50 USD đến 100 USD, tức là khoảng 1 triệu 1 đến khoảng 2 triệu 2 Việt Nam đồng trên một tháng. Như vậy, tổng chi phí du học Hàn Quốc kể từ lúc bắt đầu nhập học tại Việt Nam cho đến khi sang học, các bạn sinh viên cần phải chuẩn bị từ 180 triệu đến 220 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng vì chính phủ nước bạn luôn luôn có chính sách ưu đãi cho các bạn du học sinh quốc tế, chẳng hạn như tổ chức các chương trình học bổng, tạo điều kiện cho sinh viên làm thêm để trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các bạn học ở xa nhà. Thông tin về học phí khi đi du học Hàn Quốc. Học phí khi đi du học Hàn Quốc của mỗi trường đại học là khác nhau, bạn có thể tham khảo dưới bảng sau đây để lựa chọn cho mình ngành học và trường học phù hợp. Khoản tiền này, học phí các trường công lập.
Đối với chuyên ngành xã hội và nhân văn, hệ đại học sẽ là khoảng 2.000 đến 2.300 USD, cao học là khoảng 2.500 đến 2.700, về khoa học và cơ khí đại học sẽ là 2.500 đến 2.800, về cao học sẽ khoảng 3.000 đến 3.300 USD, về ngành mỹ thuật đại học sẽ là khoảng 2.800 đến 3.000 USD, về cao học sẽ khoảng 3.500 đến 3.800. Về y học ấy, đối với ngành đại học sẽ rơi tầm 4.300 đến 4.400 USD, cao học sẽ 4.000 đến 5.100 USD. Đối với các trường tư thục về khối xã hội nhân văn, đại học sẽ rơi tầm 3.000 đến 3.500 USD, cao học sẽ khoảng 3.800 đến 4.000 USD. Khoa học và cơ khí, đại học sẽ rơi tầm 4.000 đến 5.000 USD, cao học sẽ là 5.000 đến 6.000 USD. Về mỹ thuật, đại học sẽ là 4.000 đến 5.000 USD, cao học sẽ là 5.000 đến 6.000 USD. Đối với y học thì đại học sẽ rơi vào từ 5.000 USD đến 6.000 USD, cao học sẽ khoảng 6.500 đến 7.000 USD. Kinh nghiệm du học Hàn Quốc với học phí rẻ. Nếu bạn muốn tiết kiệm một khoản chi phí du học Hàn Quốc thì nên tìm cho mình ở các trường học có học phí rẻ. Thông thường tại các trường tại thủ đô Seoul hay các thành phố lớn của Hàn Quốc như Busan sẽ có mức học phí khá đắt đỏ. Không những thế, chi phí sinh hoạt ăn ở đi lại ở đây cũng khá đắt so với các tỉnh lân cận. Và học nghĩa của các trường công bao giờ cũng thấp hơn học phí của trường tư thục. Chính vì vậy, theo kinh nghiệm của nhiều cựu du học sinh của thầy Dũng ấy, Sakura, thì các bạn muốn học tập tại Hàn với chi phí thấp thì nên lựa chọn theo học các trường tỉnh lẻ một chút. Như vậy thì trong năm đầu tiên bạn có thể tiết kiệm một khoản chi phí khá khá. Sau khi kết thúc chương trình học tiếng Hàn, bạn có thể chuyển sang học các trường mà mình mong muốn để theo đuổi. Bước sang năm thứ hai, du học sinh có thể tìm kiếm cho mình những công việc làm thêm ngoài giờ học. Lúc này, bạn có thể thêm một khoản thu nhập để trang trải cho cuộc sống của mình. Ngoài ra, nếu bạn đăng ký học thạc sĩ tại Hàn Quốc thì cũng có chi phí thấp hơn phải đại học, thời gian đào tạo ngắn hơn. Nếu bạn tiết kiệm chi phí Hàn Quốc, có thể cân nhắc theo các trường học phí thấp. Bạn có thể tham khảo vào một số trường mà thầy Dũng có thể giới thiệu tại đây. Ví dụ, đại học Yongsan Cheonghak khoảng 41 triệu một kỳ. Đại học Seoul Digital khoảng 43 triệu một kỳ, hoặc đây đại học quốc gia Busan khoảng 62 triệu một kỳ. Trên đây là những thông tin và khoản học phí mà du học Hàn Quốc cần chuẩn bị để đi du học ở xứ sở kim chi. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm những kinh nghiệm để tìm cho mình môi trường giáo dục lý tưởng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo về du học Hàn Quốc. Trân trọng cảm ơn các bạn đang học tại Hàn Quốc có thể cung cấp những thông tin và những tham chiếu để thầy Dũng làm đến những video bổ ích về Hàn Quốc để giúp cho các bạn trẻ tại Việt Nam có cơ hội chúng ta được đi du học với chi phí thấp nhất và an toàn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Du học Hàn Quốc là ước mơ của nhiều bạn trẻ Việt Nam.